Rồi, ok, hôm nay chúng ta quay trở lại với chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Và đội hình lần này có một chút khác biệt là sẽ có Vinasuo tham gia làm gây sát thương cũng kiểu chủ lực trong đội đó. Tôi đã rất muốn xài Vinasuo từ rất lâu rồi, nhưng mà tại vì đang có một dự án, một cái clip đặc biệt dành cho Vinasuo, nhưng mà làm hoài chưa xong, cho nên là xài trước tạo một con Vinasuo shiny khác ha. Vẫn với tinh thần là sẽ tạo ra một team hệ cỏ có thể đi xa nhất có thể, leo lên càng cao càng tốt. Oh wow, Vinasuo nó bự quá ha. Chắc là Tailwind nó tăng tốc độ cho đồng minh luôn hả ta. Dù sao con Mascarada nó cũng khá là nhanh. Hay là thôi mình thử tạo trời nắng đi, xong rồi cho con Vinasuo xử con Mascarada trước. Hy vọng là con Mascarada nó chơi Sucker Punch thì con Vinasuo chịu được. Đấy, chỉ cần trời nắng lên một cái là Vinasuo nhanh nhất đám liền. Ô, nó không có Sucker Punch à. À, nó có Focus Sash. Rồi nó tính làm gì đây? Trick Room. Wow. Thì đúng là nó cũng phá đội hình của mình thiệt đi, nhưng mà có điều là Mascarada chơi Trick Room thì cũng lạ lạ ha. Rồi nếu Trick Room thì phải có chiêu ưu tiên của Rillaboom. Chắc tôi nên bảo vệ Vinasuo đợt này. Con Mascarada chắc có U-turn nên bảo vệ là hợp lý nhất. Nào nào, nó chơi Trick Room Mascarada mà mình còn thua thì chẳng phải là cái team này nó tệ quá hay sao? Wow, Terra con gì? Terra con mèo á? À không, nó không, Terra hơi một con mèo khác. Hệ đất á. Ngộ ha. Tôi tưởng nó Terra hệ tiên không đó. À, chắc nó sợ chiêu Slug Bomb của mình. Tiếc quá tao không có Slug Bomb. Ồ, con Mascarada này chắc không có U-turn. Vậy nó có chiêu gì vậy? Con có nó có thì cũng đáng sợ đi. Nhưng không sao, chúng ta có Rillaboom. Mới ra hiệp đầu nên là chiêu fake cao này hiệu quả. Đánh phủ đầu nó trước đi. Xong thì con... con Sylveon chắc tôi nghĩ là có thêm cộng dồn sát thương từ môi trường cỏ nữa thì Gigatrain chắc hợp lý. Mày gọt, tự bảo vệ rồi, mày cha mày. Yeah. Sợ chứ con. Hiện tại thì đấu trường đang là lợi thế thiên nhiên về mình rồi đó. Bên đó không có con... chắc bên đó không có con nào Paradox đâu ha. Ồ, Taurus, Crusty Clyde đi. Còn con Taurus này là hệ lửa. Tao xử mày luôn. Ha, không không, Terra hệ đất, xử nó hệ lửa luôn. Tôi quyết định là sẽ cho Vinasuo Terra hệ đất chứ không phải là hệ lửa, để cho cái việc sử dụng chiêu Earth Power của nó xử được nhiều con hơn. Dính biệt. Ôi, một hit đi luôn hả? Vậy tính ra chiêu Crusty Clyde mà trong môi trường cỏ của Rillaboom đỉnh quá. Vậy mà nó đã bị nớp thành 55 rồi đó, chứ mà giữ nguyên sức mạnh. Oh my god. Rồi sáu, nhưng không sao. Ủa là chiêu đó. À, thôi không sao, không sao. Biến này luôn đi con. Đỉnh chưa? Vinasuo đâu có dựa. Tính ra thì nếu mà không tính mấy cái hình dạng mới thì chắc Vinasuo là
khởi đầu Gen 1 tốt nhất rồi đó. Ok, bây giờ thì 3-1. Còn gì để nói nữa? Moonblast. Thôi thì xuống sát luôn đi. Thôi. Tôi nghĩ một mình con Whimsicott chắc cũng đủ xử nó rồi. Không có mùa xuân ấy đâu cưng. Hay ghê á, Hydro Pump trong trời nắng mà còn chịu nghiệm. My god. Hết trời nắng rồi nhưng không sao, hết trời nắng thì chúng ta set up lại trời nắng thôi. Đó là sức mạnh của Whimsicott. Bây giờ thì chuẩn bị thật sự nè cưng. Có căng trói gì không? Đợi con Venusaur nó bự quá, nó che hết bà nó màn hình luôn. Môi trường cỏ mà còn giữ nguyên tăng 50% sức mạnh cho hệ cỏ thì đỉnh khỏi bàn. Vậy tính ra là Rillaboom hồi xưa mạnh dữ luôn á. Kill Crash Decline của nó á. À, đó chỉ là màn 1 cảnh 1, chúng ta qua tới màn 2. Trời đất ơi. Thôi, cỡ nào thì nỗi sợ này cũng phải tới thôi. Nhìn cái đội hình là tôi biết là không có ngày mùa xuân ấy không tới rồi. Hết sức mình thôi mấy bạn ơi. Cái đội hình mà tôi sợ nhất trong đó có Tornadus. Một mình chiêu Liquid Storm của nó là xử hết đẹp nguyên đội hình này luôn. Không sao, không sao cả. Chúng ta sẽ vượt qua thôi. Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời. Mới ra đó cho Urshifu với lại Lanoros rồi. Urshifu này là dạng gì? Dạng liên kích à. Vậy phải set up Sunny Day thôi. Không còn một cách nào khác hết. Phải cho trời nắng lên để giảm sức mạnh chiêu hệ nước thôi. Tôi nên tự bảo vệ màn này nhỉ? Chưa biết tụi nó sẽ xử như thế nào. Tôi tin là thế nào con Tornadus nó cũng xài Big Windstorm à. À không, theo Win trước hả? Ấy quên. Thì hên quá, nó có hệ độc giữ lại. Tôi quên là con Urshifu có đặc tính đánh xuyên bảo vệ nha. Sao mà quên được trò này trời. Hèn gì con Urshifu nó quá đỉnh luôn ấy. Rồi Iron Hands. Giờ hơi khó khăn là nên tạo Tailwind hay là xử của Iron Hands bằng Moonblast luôn ta. Thôi xử của Iron Hands bằng Moonblast đi. Mà con Iron Hands nó có phê cao. Thế nào mình cũng bị hất tay trên trước à. Mà thôi kệ đi. Tới đâu hay đó thôi. Tôi sẽ Terra nó thành hệ đất để cho chiêu Big Windstorm không đánh quá đau. Chứ mà để nguyên hệ cỏ là đau thấy bà luôn. Mày bất ngờ chưa? Không ngờ tới chứ gì, hoặc là mày đã ngờ tới gì đó rồi. Thấy chưa, đoán chắc nó có phay cao mà. Nhưng không sao. Oh my god. Oh my god, Venusaur nó còn sống mày ơi. Nó chưa chết. Cũng may là Terra lúc này. Xích nó đi. Bà nội cha nó chưa chết mày ơi. Vậy nó có Citrus Berry hả? Sao nó không có Booster Energy? Rồi giờ theo Win thiệt nè. Trước khi Win Seacott đi thì để lại di sản cho đồng đội kế thừa coi. Tôi nghĩ cỡ nào Win Seacott nó cũng đi được này à, cho nên là phải tạo ra theo Win để hỗ trợ đồng đội về sau thôi. Các anh em, Mị đã cố gắng hết sức rồi, các anh em hãy cố lên. Thôi xử thẳng con này coi. Bà nội cha nó.
con Tornadus này tôi tức. Ê, hên quá. Đánh hụt con Venusaur nha. Quên còn có Iron Hands. Vô nghĩa. Né được cũng vô nghĩa. Các bạn biết đấy, bây giờ chúng ta còn hai Pokemon hệ cỏ. Ở đâu á? Còn hai Pokemon này có giờ làm sao đây? Đánh tới cùng luôn chứ sao? Bên kia còn 4 con nha. Trong đó có Urshifu nha. Trời còn nắng thì còn có cơ hội, chứ trời mà hết nắng là thôi luôn. Bình tĩnh, hai con này đều đang hấp hối rồi. Bây giờ thì tôi sẽ xử đẹp con Iron Hands trước. Còn Rillaboom sẽ có công dụng là phê cao để chặn cho Tornadus đợt này. Con Tornadus này quá nguy hiểm với hệ cỏ luôn á. Ào, đau xíu không sao. Mày biến bà mày đi con ơi. Đó. Về thế cân bằng liền. Hoặc không. Flutterman nè. Trời ơi, đúng trời nắng luôn, Flutterman ơi. Bây giờ là Ivy, tôi nghĩ là tôi sẽ chơi Ivy Control vô con Flutterman. À không, Flutterman nhiều khi nó có Protect. Phải đánh được con Tornadus trước đi. Rồi Crash Decline cho Tornadus luôn. Cỡ nào con Tornadus nó cũng đi đợt này hết trơn á. Cho nên là nhầm cho nó hết đi. Sao sẽ ra gì vậy? Sẽ ra gì nữa? Bộ anh chưa khổ? À rồi. Hiểu. Chính biệt thần đen. Bà nội cha mày. Thấy sức mạnh của tụi tao chưa? Oh my god, giờ con Flutterman sao? Đỉnh. Mày bye bye mày luôn con ơi. Đấy. Đây là chúng ta còn mỗi con Urshifu mà thôi. Một con Urshifu nó cũng... Rồi, hết nắng luôn. Chỉ còn có môi trường cỏ thôi. Giờ Urshifu... Urshifu còn đứng đây thì sao đây? Spiky Shield. Để giữ nó lại đi. Xong Crash Decline nhỉ. Đương nhiên rồi, giờ môi trường cỏ còn ở đây thì phải tận dụng thôi. Ủa Urshifu đánh xuyên phòng thủ mà. Quên nữa. Nhưng không sao, chúng ta có Crash Decline. Về học lại sư phụ đi. Cũng được khá máu đây chứ. Rồi chắc phải chỉnh biệt Okapon quá ta. Trời còn nắng thì còn có cơ hội. Ê, không sao, còn sống. Còn sống. Yeah. Chúng ta sẽ thắng được cái trận này. Cái trận máu chó này. Rồi, hết Tailwind nhưng không sao, chúng ta còn chiêu ưu tiên Crash Slide mà. Nghĩ gì đâu vậy bạn? Về hang của mày đi. Tưởng thua rồi chứ. À như vậy đánh chưa hết. Vì tôi quá thích Venusaur cho nên là hôm nay sẽ đánh thêm một trận nữa. Ok, trận này có Rillaboom nha. Trận này cũng có Arcanine nữa. Okapon hệ nước. Thôi chắc giữ nguyên đội hình cũ đi. Arcanine, có Arcanine mới kìa. Arcanine thì được xài thả Rock Slide rồi cứ vậy spam Rock Slide hoài thôi. Nhưng mà tôi không biết con Arcanine này của họ đánh sao nha.
quá. Mới vô cho Ungapon với lại Sylveon ra hả? Cũng lạ. Nhưng mà thôi cứ... tôi nghĩ là mình tạo trời nắng đi, để ngăn chiêu... Orbicultural của con Ungapon hệ nước. Xong thì Weatherball vô con Ungapon coi... sống nổi không? Tôi thử nghiệm thôi, tôi chưa thử Weatherball vô con Ungapon hệ nước này nha. Sống nổi không cưng? Oh my god, cũng lấy được khá khá máu ấy. Heavy coi trời, trời sống dùm, sống dùm. Nó dựng tường chắn bảo vệ rồi. Tôi sao đây ta? Thôi chào Tailwind đi. Xong rồi dưỡng bóng thời tiết vô con Okapon lần nữa cho nó đi luôn đi. À, Spiky Shield. Thế là nó tự bảo vệ rồi. Kế hoạch tan tành. Và không có kế hoạch B nha. Con Sylveon chắc Hyper Voice. Chứ cái gì nữa. Ồ, cũng đau ấy. Chắc cho Whiskas xử con Ungapon. Xong con... tất cả dồn vô con Ungapon hết. Rút về rồi á. Rút về rồi cho con gì vô. Arcanine bà nội ơi. Ê, nó đỏ luôn, nó đảo ra thông minh quá ha. Con Arcanine trụ hết luôn nguyên cái đám chiêu thức của hai con còn lại luôn á. Ôi trời ơi. Nhìn sao đây ta? Con Arcanine mạnh lắm á. Nó fair please một cái là tôi đi ha. Không sao, tôi sẽ Terra con Venusaur thành hệ đất để xử nó. Arcanine hệ đá với lửa rồi đúng không? Gấp 4 lần hệ đất. Bé cao con Sylveon. Đừng có hát nữa. Kêu cái con nó nín họng lại, đừng có hát nữa. Để ta xử mất con Arcanine sao nè. Thấy chưa? Ê! Ủa quên. Ê quên. Quên Arcanine có Extreme Speed. Xong luôn. Trời ơi, thế là đi luôn rồi. Sao tôi quên có Arcanine có Extreme Speed được ta? Chiến thần VCC mà lại không có Extreme Speed. Rồi, bây giờ quay lại tổ hợp cũ thôi. Cái tổ hợp này có thể xử được con Arcanine hay không? Được chứ. Tôi có Stomping Tantrum mà. Nó sẽ bị ý y, nó sẽ không nghĩ là mình có chiều hệ đất nào để xử với Arcanine. Đúng không? Tôi nghĩ vậy á. Đúng rồi, nó nghĩ vậy mà. He he, bất ngờ chứ con. Con Sylveon này cũng cứng quá à. Rồi, nó dựng thêm tường nữa rồi. À, thì ra con Sylveon này ra để dựng tường thôi chứ cũng không gì. Đánh đau muốn chết. Wow, một trái sầu riêng nữa. Tôi sẽ U-turn, xong tôi xử con... À, nó Terra nữa hả? Terra hệ gì vậy? À, Terra không biết là bông. Hệ tiên á.
bye bye mày luôn đi. Gì? Oh my god, sao nó cứng vậy? Rồi. Oh, đau. Mấy con này cứng nha bay. Oh, đau đấy. Mấy con rời à? Quánh nhẹ tay thôi chứ. Giờ sao đây ta? Gì thì gì vẫn phải xử con Sylveon trước, nó khó chịu quá. À đúng rồi, đúng rồi, con Sylveon dựng tường bảo vệ chiêu vật lý rồi mà, cho nên con Rillaboom trâu rồi, đúng rồi. Chứ nếu không là con Rillaboom đi nãy giờ rồi. Lấy cũng được khá khá máu ấy. Bây giờ là con Rillaboom sống giùm cái. Oh my god. À, nó... Ừ, nó còn có Ogre Power mà, chết. Ơi, đau đầu vậy ta. Nó còn có Ogre Power. Để sao đây ta? Ui da. Ui da, tôi thấy cái tiền đồ tôi nó một màu giống như là màu mà chị Dậu nhìn thấy. Một màu đen xám xịt. Bây giờ thì Crash Clay còn bao nhiêu vòng? Crash Clay. Ồ, môi trường cỏ còn một màn à, cho nên là tận dụng đi. Tận dụng đánh Ogrepon trước đi. Rồi Honlit. Ô. Oh! Quên. Rồi xong. Xong luôn. Nói chung là xong luôn. Đi luôn con Rillaboom rồi. Tuyệt, bây giờ chúng ta 2-1. Mà một bên mình. Xong bên kia là hai chiến thần của VCC. Ogrepon hệ nước và Rillaboom đang Terra hình hệ tiên. Và chúng ta không có gì cả. Tường chắn bảo vệ bên kia đang bật. Các bạn nghĩ, rồi môi trường cỏ hết luôn. Wow. Tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ hút máu con Ogrepon hệ nước. Bà nội cha mày, mày tưởng tôi thua hả mày? Tưởng tôi chịu thua hả mày? Rồi bây giờ con Rillaboom bên này. Ôi. Ôi đau quá xa là đau. Tại cái tường bảo vệ chiêu vật lý mà nó còn đang dựng, chứ nếu không là ngon ăn rồi. Bây giờ là cà keo với nhau nha. Đứa nào cũng hút máu đứa đối phương hết trơn á. Nên coi đứa nào thua trước. Tôi nghĩ là nó sẽ không nghĩ tôi sẽ dựng tường bảo vệ bằng Spiky Shield đâu. Bất ngờ chưa? Khi nó đánh bằng Spiky Shield thì nó sẽ bị mất máu một miếng. Chứ gì nữa, xong chúng ta luôn luôn đến trước mà. Chúng ta tốc độ nhanh hơn đó mà, cho nên là tôi hút máu nó một lần nữa. Bà nội cha mày. Lên đựng chút. Grand Pen của nó chắc không bao giờ đánh thắng mình đâu. Hoặc là tôi nghĩ vậy. Rồi. Ê, được. Từ bảo vệ nó hết tác dụng rồi. Giờ này thì mày không còn gì bảo vệ mày nữa. Bye bye. Woohoo. Chiến bại thành thắng. Coi như là một màn cân não. Thế là chúng ta đã thắng trận này. Nói chung là hên. Hên. Tất cả chỉ là hên thôi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Và đó là trận đấu của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những trận đấu tiếp theo ha. Giờ thì bye bye.